Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là quận 12, và theo thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về đường Trường Chinh, và ngược lại thì chúng ta sẽ đi về quốc lộ 1. Nơi đây là đường Phan Văn Hớn, thẳng hướng này mình ra quốc lộ 1 nè, để đi về các tỉnh Bình Phước hoặc là tỉnh miền Tây. Thì hôm nay em dẫn bà con mình đi một vòng con đường Phan Văn Hớn, đi ra đường Trường Chinh ở quận 12 này ở cái giờ tan sở. Sài Gòn bây giờ là 4:30. Sẵn tiện hôm nay em có cái công việc ở hướng quận Tân Bình, quận 12 này, thì em cũng gắn camera lên và chia sẻ cùng các anh chị để chúng ta xem một cái khía cạnh, một cái khung cảnh khác của Sài Gòn. Và nơi đây ta thấy có rất là nhiều cái building đang xây, rất là nhiều chung cư, tòa nhà ở đường Phan Văn Hớn này. Thì ở khu vực này có rất là nhiều công nhân, rồi nhà máy, hãng xưởng, đặc biệt cái ngành may, cái ngành may mặc á, tập trung ở quận 12 này rất là nhiều. Như lúc nãy em vô cái công ty đó chuyên về may mặc, họ đứng ra gia công cho các thương hiệu lớn xuất đi nước ngoài. Đây là giao lộ đường Dương Thị Giang. Nói chung là những cái tên đường ở đây đều rất là mới. Nếu mà cô chú anh chị đã từng ở đây thì mới biết được, còn không thì chúng ta chỉ nghe qua thôi. Bây giờ mình mới đi đến đây nè. Và cái bầu trời hôm nay mới vừa mưa xong, ở bên tay trái và tay phải có những cái con đường Tân Thế Nhất 1, Tân Thế Nhất 2, Tân Thế Nhất 3, Tân Thế Nhất 4, rất là nhiều đường Tân Thế Nhất. Và những cái con đường nó như là cái hẻm vậy đó. Hôm bữa chúng ta có đi đường Trường Chinh đoạn Cộng Hòa, thì bây giờ chúng ta đi đường Trường Chinh đoạn quận 12 để xem cái khu vực này nó như thế nào. Và ở đây thì em nhìn thấy cái khung cảnh nó hơi là tối, bởi vì mưa vừa xong. Và trước mặt chúng ta đó là con đường Trường Chinh. Ở khu vực này trời không mưa thì cảm thấy nó mát, nhưng mà trời mưa thì cảm thấy mát, nhưng mà trời không mưa thì rất là nắng. Từ vì ở đây không có cây cối lớn nên thành ra rất là nóng, trưa là nắng điên luôn á. Đây chúng ta ra đây là đường Trường Chinh. Mình đi vừa qua cái khoa rau XO, XO karaoke XO mấy bữa đó. Bữa nay thành sóng âm gì đó. Ngay đây là cầu Tham Lương nè. Theo thẳng camera chúng ta sẽ đi về trung tâm Sài Gòn và đến sân bay Tân Sơn Nhất. Rồi hướng ngược lại chúng ta sẽ đi về Củ Chi, rồi Hóc Môn. Đó, bên tay phải mình đó có những con đường Tân Thế Nhất. Ở trong đó thì đa phần là khu dân cư mới mở và những cái chung cư
xen lẫn những cái hãng xưởng, đặc biệt ở đây những cái hãng may, xưởng may rất là nhiều. Và chúng ta đang ở trên cầu Tham Lương ngày hôm nay. Không biết cô chú anh chị có nghe qua cầu Tham Lương chưa ha? Thẳng qua bên kia là quận Tân Bình. Chúng ta thấy Sài Gòn giờ tan sở là như là ông vỡ tổ vậy đó. Quá trời luôn. Ở đây thì đa phần là công nhân và các anh chị ở các tỉnh khác, họ vô đây để làm ăn, nên cái vật giá ở đây chúng ta thấy đa phần là bình dân. Nhưng mà bình dân thì không phải là đồ dởm, nói chung là họ sống chân chất lắm, thật thà lắm. Như lúc nãy em mua chai nước suối, tưởng đâu là người ta sẽ bán 10.000, tại vì dọc đường cái chai Aquafina họ chỉ bán 6.000 thôi, bằng giá chứ ở các shop như Family hay là 24 giờ hay là 7-Eleven chỉ bằng giá thôi. Ở đây cho thấy họ không có hét giá lên. Sài Gòn giờ tan sở, mình nghe cái tiếng xe bóp còi inh ỏi, rồi những người rao bán hàng rong rất là nhiều luôn nè. Mãi cầu chín cây 25.000 một ký. Và đây là giao lộ Trường Chinh và Tây Thạnh. Chúng ta đợi chút xíu nha, ở đây đèn đỏ hơi lâu. Nhìn thấy máy bay bay liên tục, tại vì ở đây gần với cái sân bay Tân Sơn Nhất á. Chúng ta đi thôi. Thông qua những cái video thì em cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Minh Lâm đi qua những cái chặng đường, những cái con đường ở Sài Gòn. Thông qua đó thì em cũng nhận lại rất là nhiều cái bài học, những cái thông tin về những cái hình ảnh của Sài Gòn ngày xưa. Thông qua đó thì em cũng hiểu hơn được cái ngày xưa Sài Gòn chúng ta như thế nào, và ngày hôm nay dần dần đổi thay như thế nào. Và ở đây có rất là nhiều đất trống. Đất ở đây chủ yếu là đất quân đội, đa phần là đất của quân đội chiến trường ngày xưa doanh trại quân đội ở đây nhiều lắm. Đó, mình thấy đây bán cái bình chữa nhiệt có 10.000, 15.000, đồ rẻ dữ vậy. Ở đây thì không có nhiều khách sạn, cũng như không có nhiều nhà hàng, chỉ là những cái quán ăn họ mở dọc hai bên đường. Còn những cái quán ăn bình dân thì rất là nhiều ở trong cái những cái con đường nhỏ nhỏ như là Phan Huy Ích, rồi mấy con đường Tân Thới Nhất, Nguyễn Văn Quá, rồi rất là nhiều luôn.
con đường nhỏ nhỏ đây rất là nhiều hàng quán ăn uống là giá bình dân. Đây hồ bơi, hồ bơi con nít. Là thấy máy bay bay trên bầu trời đó, máy bay của Việt Nam Airlines. Mấy bữa nay thì do công việc nên thành ra cái sự trả lời, cái comment của cô chú anh chị hơi chậm trễ, nên bà con mình cũng thông cảm cho em nha. Nhưng mà em cũng đã đọc hết rồi, em cũng có tiếp nhận những thông tin đó hết rồi, thì em sẽ lần lượt thực hiện những cái video đó để bà con mình có dịp nhìn lại Sài Gòn. Và khi mà chúng ta có dịp đến về lại Sài Gòn và đến Sài Gòn thì chúng ta không có bỡ ngỡ, mình cũng biết được những cái thông tin ở khu vực đường xá đó, an ninh nó như thế nào về đêm lẫn như ban ngày. Đối với những video ban đêm thì em cảm thấy rất là thú vị, vì đi ở đó mình thấy được rất là nhiều cái khung cảnh và biết được cái khu nào nó vắng cũng như khu nào nó đông đúc. Mà xưa nay thì ở nhà chỉ nghe nói không biết khu đó như thế nào, và qua những video đó em cũng cập nhật được một số hình ảnh. Và bên tay phải chúng ta có đường chế làng viên để đi về Tân Phú, và bên tay trái là một cái khu đất trống, khu đó thì hướng về sân bay Tân Sơn Nhất. Một số hình ảnh ở khu vực quận 12 giáp với Tân Bình, cầu Tham Lương, để bà con cô bác xem, để chúng ta nhìn thấy một cái khung cảnh của Sài Gòn buổi chiều sau cơn mưa như thế nào ha. Và ở đây có cái chỗ ăn bắp mà, để em coi cái bắp có ngon không ha. Bắp ở đây thì rẻ nhưng mà trái nó hơi nhỏ, rẻ vì trái nhỏ. Ngày xưa ở đây còn có cái còn có những cái cửa hàng kiosk bán chim cá kiển rất là nhiều, cây hoa rồi rất là nhiều, trang trí nội thất rồi nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ thì đã giải tỏa rồi, đã không còn nữa. Không biết bây giờ những người đã giải tỏa thì họ đi về đâu. Thì những cái cửa hàng đó thì bây giờ ở khu này còn rất ít, chỉ vài cửa hàng thôi. Ngày xưa khu này là chuyên luôn á, chuyên bán cá kiển luôn đó. Và chúng ta đến đây là giao lộ của Trường Chinh, Trường Chinh với Hoàng Văn Thụ. Nếu mà chúng ta quẹo cánh trái thì sẽ đi về công viên Hoàng Văn Thụ và tới sân bay Tân Sơn Nhất. Thì hôm bữa chúng ta có đến sân bay Tân Sơn Nhất, đến cái hướng bên cánh trái rồi. Hôm nay chắc mình sẽ đi cánh bên phải để bà con mình xem hình ảnh khác của Sài Gòn. Chúng ta thấy cánh bên trái nè, là đi về sân bay đó. Cánh bên phải mình sẽ đi về quận 11 theo đường Âu Cơ đây ha. Hôm nay chúng ta sẽ đi đường Âu Cơ. Và ở đây là cái công viên nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm. Máy bay bay nữa nè. Sân bay là hướng này nè. Rồi, thế bây giờ xin chào bà con và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo ha. Chúng ta sẽ đi cái con đường Âu Cơ để xem như thế nào. Và một số hình ảnh ở cung đường Trường Chinh, Phan Văn Hớn, gửi bà con xem khung cảnh Sài Gòn buổi chiều sau cơn mưa. Rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha.